Nhôm đúc Hoàng Nguyễn, kiến tạo không gian sống hoàng gia. Xem kênh Nhôm đúc Hoàng Nguyễn, tôi là Nguyễn Xuân Thủy, CEO của công ty. Trong cái video hôm nay tôi muốn review cái công trình nhà anh Tấn ở khu đô thị Phú Lương. Các anh chị các bạn có thể xem địa chỉ là khu đô thị Phú Lương 12L14. Các anh chị các bạn mà quan tâm đến cái sản phẩm cổng nhôm đúc thì các anh chị các bạn có thể đến cái địa chỉ nhà anh Tấn để xem cái công trình này mà bên Nhôm đúc Hoàng Nguyễn đã tư vấn thi công. Thì cái trong cái công trình nhà anh Tấn Phú Lương này thì có hai bộ cổng. Đây bộ cổng này thì bình thường nó là theo cái form mẫu là phù điêu, nhưng ở đây thì là thay gia chủ thay cái phù điêu bằng cái huy hiệu. Cái huy hiệu này là đưa vào cái cổng nó sẽ hài hòa hơn, nó phù hợp hơn với cái lối kiến trúc nhà anh Tấn. Thì cái lối kiến trúc này nó cũng khá là hiện đại, và đi cùng với cái hai cái bộ cổng này ở giữa là một tấm hàng rào, vì thiết kế phong thủy thì nó cũng khá là hài hòa. Bên kia thì có cái cổng là ô tô có thể vào được, bên này thì bộ cổng chính là thì có thể vào trong sân là ok, rất là đẹp, rất là hài hòa. Đây là cái mẫu cổng này thì hôm nay tôi muốn review cho anh chị các bạn. Đây là cái mẫu cổng mà mang hơi hướng là thiết kế, tức là mang hơi hướng là cổng phù điêu nhưng mà lại không có phù điêu, có cái hai cái huy hiệu hai bên thì nó làm cho cái mẫu cổng nó hài hòa hơn, và các cái đường lá hoa văn này có độ dẹp, độ sắc nét nó rất là đẹp. Cái mẫu cổng nhà anh Tấn này thì là đây là mẫu cổng rộng 3m02, cao 3m02. Đó là về đây là cái cung phong thủy, thông thủy rất là đẹp, nó cũng là tạo ra những cái vượng khí cho gia chủ. Bộ cổng này thì xung quanh cũng lại là các cái đồng tiền cổ, mà đây là những cái đồng tiền mà nó chạy quanh cổng này, thì nói chung là gia chủ cũng đặt rất nhiều cái hy vọng vào cái cổ cổng, nó sẽ mang lại nhiều cái tiền vào trong nhà. Bên trên là các cái mũi giáo và giữa là cái huy hiệu, trên là các cái hoa dây mà anh chị các bạn có thể đã xem cái video trước. Hôm nay tôi cũng muốn giới thiệu qua cho anh chị các bạn. Cụ cổng này thì được sơn bằng cái sơn auto color của Mỹ. Đây là cái màu sơn nó rất là bền. Bên công ty Nhôm đúc Hoàng Nguyễn đã thiết kế thi công, và thi công nhà anh Tấn này cũng được mấy năm rồi, nhưng mà bây giờ màu sơn nó vẫn còn nguyên vẹn luôn, nó cũng giữ nguyên được màu, nó có độ của sắc nét thì cũng rất là đẹp. Ở trên là hai cái hoa đẹp. Ở giữa thì bên Nhôm đúc Hoàng Nguyễn đã thiết kế một cái tấm hai cái hàng rào trung gian, hài hòa với kiến trúc ngôi nhà. Bên cạnh này cũng lại một cái bộ cổng mà giống như bộ cổng chính bên kia. Thì ở trên là các cái lan can nhôm đúc, lan can hoa dây cũng khá là hài hòa với kiến trúc công trình. Các anh chị các bạn mà quan tâm đến sản phẩm cổng nhôm đúc, các anh chị các bạn có thể để lại số điện thoại hoặc là bình luận với cái video này để tôi có cơ hội để phục vụ với anh chị các bạn, và có thể là tư vấn cho anh chị các bạn rằng trong cái thời gian lần đầu tiên đi mua sản phẩm cổng đúc, có thể chọn được một cái đơn vị lớn uy tín, chất lượng và với giá cả nó cũng là rất là phù hợp. Anh chị các bạn quan tâm đến sản phẩm cổng đúc thì anh chị các bạn có thể đăng ký kênh, like, share để tôi có thể để tôi làm nhiều video tiếp theo để anh chị các bạn là người nhận được đầu tiên, và nó là một cái kênh tham khảo để anh chị các bạn có thể là tìm hiểu về cái sản phẩm cổng nhôm đúc này. Thì trong cái video hôm nay thì cũng đứng giữa buổi trưa, nó khá là nắng, cũng chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, thật nhiều hạnh phúc và thành công. Nhôm đúc Hoàng Nguyễn, kiến tạo không gian sống hoàng gia.